Các bạn thân mến, hiện tại Hải đang có mặt tại thôn Hạ Thành. Đây là một trong những cái bản làng người Tày đẹp nhất ở Hà Giang. Vẫn còn gìn giữ nguyên được những cái nét nguyên sơ như là nhà sàn, mái lá. Đặc biệt là đan xen là những cái thửa ruộng bậc thang rất là đẹp luôn. Và thời điểm hiện tại thì đang là mùa vàng như các bạn có thể thấy. Nhìn từ trên cao thì những ngôi nhà này trông rất giống những căn resort nhỏ xinh. Em chào chị nhá. Chị đi gặt lúa à? Chị đi lấy rau lợn thôi. À, đi rau lợn thôi à? Chào con nhá. Tôi yêu Việt Nam. Hai con đi đâu ấy? Chơi. Chơi gì? Cho chú chơi với. Vừa nãy con thấy chú thấy mấy đứa thả diều mà đúng không? Tôi thấy ở đây đang có một cái ruộng mà có người đang gặt đấy. Thế đấy thì tôi sẽ qua để mà trải nghiệm cùng bà con ở đây. Chào em nhá. Chào anh ạ. Ủa em? Em vắng đúng không? Vâng. Ủa sao em lại có mặt đây vậy? Em đi làm thuê. Anh thấy xa mà từ dưới thành phố, từ dưới Bắc Quang mà lên đây hàng trăm cây số mà. Vâng, em lên đây mấy hôm thì tiện thì lên mấy hôm để làm luôn ấy. Tức là em kiếm thêm thu nhập đúng không? Vâng. Thế thì anh cứ làm đi, anh vào gặt chung với. Vâng. Bây giờ thì mình sẽ xuống phụ em, ý em gặt lúa cũng như là muốn xin bữa cơm của cái gia đình của đang gặt lúa ngày hôm nay á. Một cách nào đó để mà trải nghiệm được cái cách mà bà con đây gặt lúa cũng như là cái việc mà để có được một cái hạt lúa mà có thành cơm thành gạo để ăn á thì vất vả như thế nào á. Ủa em thì em đi gặt lúa được mấy hôm rồi? Em đi được hôm nay hôm thứ hai. Hôm thứ hai rồi á? Vâng. Một ngày công á thì có được nhiều không? Được một công 200. Anh thấy á, kiểu như là hơi bị kiểu thương em ấy, kiểu như là cũng như là kiểu mà xinh như vậy, nhờ kiểu xinh đẹp như em á, kiểu nhan sắc như vậy mà phải đi gặt lúa mà thấy kiểu hao mòn quá. Em thấy công việc này có thấy vất vả không? Thấy bình thường. Khi mà gặt lúa như này thì mới thấm được cái câu ấy là ai ơi bưng bát cơm đầy ấy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần ấy. Tức là nó phải rất là vất vả để mà có được cái hạt cơm á. Anh chủ nhà ơi. À vâng. Như này nhất thì em gặt lúa này thì tối thì có gặt lúa này thì có được trả công không? Thì thực sự để mà nói với anh ấy thì kinh tế của em không cho phép. Em sẽ mời anh một bữa cơm. Đấy, thì bữa cơm này thì chỉ có những cái thứ mà hôm nay mình sẽ bắt tại ruộng về anh ạ. Thế ruộng dưới ruộng là có cái gì em? Ruộng này thì hiện tại là có ốc với cua anh ạ. Vâng, bây giờ mình sẽ mò đây. Anh thấy đấy, ông với bà như đang nhặt con gì ở trên túi bóng kia đúng không? Đúng rồi, đây ốc đây. Đây là ốc này, này à? Ốc đây. Ốc này mình nuôi hay là tự ruộng nó có đấy? Cái này là ốc mình mua về để thả nuôi anh ạ. Tức là mình xen canh khi mà mình cấy lúa xong thì có đúng không? Vâng. Đấy. Thế thì đang bắt được nhiều chưa? Anh muốn bắt ra bắt được ấy? Bắt bây giờ cũng được khá rồi đấy. Thế thì tối sẽ làm gì với món này? Cái này thì hiện tại là bây giờ ốc này thì mình nấu mẻ xong là lá chanh anh ạ. Nấu mẻ lá chanh ăn rất được không? Dạ. Ốc chuối đậu được không? Ốc chuối đậu được anh. Anh thấy cái món đấy hợp lý đấy. Kiểu sau khi mà ngày gặt lúa vất vả mà được ăn cái món đấy chắc là kiểu tốn gạo làm tôm cơm lắm á. Phải nói gọi là tuyệt vời luôn anh ạ. Hết nước chấm à? Hết nước chấm. Em vàng á, không những xinh đẹp rồi chịu thương chịu khó rồi rất là chăm chỉ mà đi làm công á. Bởi vì là như các bạn biết ở số video trước á thì gia đình em vàng cũng hơi hoàn cảnh á, thì bố thì bây giờ thì không có đi làm được, vẫn vừa rồi vì đi mổ lão và không biết bây giờ thì không biết như nào rồi, bố em tao là như nào rồi. Thế sức khỏe, tình hình sức khỏe sao? Bố em vắng thì hiện tại bây giờ không có đi lao động được nữa. Và cũng vừa đi viện về là viện tận đâu em? Tận Hà Nội à? Như vậy thì chi phí sẽ rất là nhiều đấy em nhỉ? Cả Bạch Mai với lại Việt Đức. Cả Bạch Mai, cả Việt Đức luôn á? Vậy thì tôi đã hiểu là tại sao mà em vắng em phải đi làm nhiều như vậy á. Là em đấy bây giờ là như giống như là trụ cột chính trong gia đình ấy, để mà
kiếm tiền để mà lo cho gia đình ấy, lo cho bố. Em trai thì cũng đang nhỏ, cũng chưa có thể kiếm được tiền em nhỉ. Ừ. Đang học đúng không? Anh thấy trời cũng vẫn đang tối đây này, chắc thu lúa lên xong chuẩn bị về đúng không? Ơ chú, cháu vừa thấy chú bắt ốc mà. Không thấy bắt ốc nữa à? Xem, ngồi xem. À, như nào thì có ốc ở, hả cô? À chị, à, chú có đường rãnh là có không? À đây này em, mình bắt ở cái dưới rãnh này này. Đây này, anh có thấy này này. Ồ, mình kiểu như thần sầu về ốc cua cá sao? À đây này. Ồ, em không thấy con nào đúng không? Ủa, rất là nhiều luôn á. Em bắt được nhiều chưa? Em bắt được một con cua. Ờ, bắt được cua luôn. Con cua này chắc kiểu mới bỏ mẹ. Nó bé quá. Thế thả nó ra nhá, nó bé quá. À, nó cắt rồi. Ờ, nó bé quá nên là mình thả nó ra. Đây, anh bắt được từ này ốc rồi này. Cháu với em vắng tối nay sẽ nấu món ốc này để mời gia đình nhá. Em bắt được món cua. Ôi, em coi nó dễ thương, nó kiểu như là nó ngủ trên tay em à. Nó chẳng có động tác gì. Em thôi biết nó sao mà nó không có cắn gì cả. Nó bắt được ấy rồi. Ừ. Sau một thời gian thì hai anh em bắt nó được khá là nhiều rồi này. Thì trời cũng đang chuẩn bị tối rồi, chắc là mình sẽ kiểu cùng với gia đình sẽ về nhà. Mà hôm nay hai anh em sẽ quyết định là nấu cho gia đình một cái món gọi là ốc chuối đậu nhá. Ốc chuối đậu. Ừ, đi. Chào cô nhá. Cô đang làm gì đấy? À, cô cho lợn ăn à? Đây là ngôi nhà của em Vân đây, chủ nhà đây à? Ông đang làm gì đấy? Đan trại. À, đan trại à? Ồ. Cái này là ông tự đan thủ công đấy, ông đan từ trên này xuống đây thì mất nhiều thời gian chưa? Ôi, gần 2 tháng hơn rồi. Gần 2 tháng hơn à? Ông đan bán hay ông đan dùng? Bán à, cũng có. Dùng cũng có, bán. Cái này là từ cây gì vậy ạ ông? Cái này á, du dứ. Dù à, chứ không phải từ cái cây của mình đan à? Không. Không à, à. Sao ông năm nay ông bao tuổi rồi ông? 81 tuổi. 81 tuổi mà ông vẫn còn mắt tinh để ông đan như này á? Bây giờ sao mà. Ờ, nhìn ông đan tăn toát luôn á, kiểu như mà kiểu mình không biết đến tuổi như này 80, ngoài 80 rồi mà vẫn còn nhìn tinh vậy. Ông, sao ông có thể mắt tinh như vậy? Trước vẫn đeo kính đấy. À. Bây giờ là không đeo nữa. Tức là càng nhiều tuổi thì càng đấy, mắt càng sáng ra. Nó là sáng ra. Wow, rất là lạ luôn đấy. Càng nhiều tuổi thì càng sáng ra. Ông ơi, hôm nay con có đi gặt lúa. Ừ. Là ở ngoài ruộng nhà mình ấy, thì bắt được một ít ốc, mấy cua này. Thì con xuống bếp con nấu cái món ốc chuối đậu để mời gia đình mình nhá. Nấu đi. Dạ vâng, thế con xuống bếp nhá. Dạ vâng. Con chào bà. Đây ạ. Nhiều không bà? Nhiều cả cua đấy. Cả cua. Thế con xuống bếp con nấu nhá. Dạ, bà đang nấu cơm rồi à? Dạ, và thế con nấu cái món ốc nhá. Dạ vâng. Dạ vâng, con xuống đây con ngâm. À, ngoài này là cái khu rửa ngoài này luôn rồi. Mình sẽ ngâm nước trước đã. Có tôm nữa. Có cả tôm luôn à. Bây giờ em sẽ bỏ nước á, để ngâm, để mà luộc cái phần này trước á. Này, em vặn cái vỏ nước đi. Này thì ta bỏ một chút muối ngâm một thời gian để cho nó nhả rồi. Em bây giờ em có nhận ra là con ốc nào là em bắt không? Con to nhất là phải em bắt không? Nó có ở cùng nơi mà. Ai để? Thế năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà không biết nói tiếng mấy. 80 tuổi. Hãy subscribe.
cái phần ốc này, em nhớ cái này nó rất quan trọng á, tức là khi mình luộc mình sẽ để lại cái phần nước này, để lát nữa khi mình nấu mình bỏ cái nước này vào thì nó mới có được cái vị ốc á. Xong một hồi thì hai anh em đã chuẩn bị, bởi vì cái món này rất là, em thấy không? Em thấy cái món này có món nào mà em phải chuẩn bị công phu nhiều như này bao giờ chưa? Thì từ việc đậu sắt này, cũng như là ba chỉ chiên trái cạnh này, và đậu rán, ốc này đã luộc và khêu xong rồi. Và đây một chút rau nữa. Và đặc biệt nữa là cái phần nước gạn này, mình sẽ phải lấy lại để mà mình bỏ vào nó có cái hương vị của ốc á. Đấy thì mình sẽ đảo đều những cái món này lên. Cái này thì không thể thiếu mẻ này. Mẻ là một trong những cái nhà nào gia vị nhà nào của người Tày cũng không thể thiếu được. Là sẽ nuôi bằng những cái cơm nguội á. Không biết nhà em có không? Nhà em không có. Không có đâu. Cái này gia vị của người Tày đặc biệt đó. Thì đó. Cho anh ít thịt ba chỉ này. Lấy cho anh muối, ít muối, muối với ít mắm. Có ít nước mắm để cho nó tạo mùi hương á. Thế cái mè này lúc nào mới cho được? À, xong cái này xong thì anh sẽ cho mè. Rồi mới cho rau. Rau sẽ để sau cùng. Rau là khi mà mình sẽ ngâm cho thấp sấp nước và cho nó mềm, mềm chuối, mềm đậu thì mình sẽ cho rau sau cùng. Lần đầu tiên á, mà khi em vào một ngôi nhà người Tày này thì em thấy có khác nhiều so với người Mông của em không? Dạ em thấy có. Bởi vì người Mông em nấu cơm ấy thì là sẽ gạo với lại nước nấu sôi rồi Tức là vừa nãy anh có thấy, tức là phần gạo và nước sẽ để chung luôn đúng không? Từ đun từ lúc nước nước còn còn nguội đúng không? Đúng rồi. Khi mà nấu cơm nước nó sôi xong rồi ấy thì mà em bỏ như vậy ấy, cơm sẽ dẻo và ngon hơn. Lần sau em về em thử nấu như vậy xem nhá. Như vậy. Em biết tại sao khi mà cơm và gạo em để từ nước nguội nó sẽ bị trương lên. Trong lúc mà nó chưa kịp nước sôi và chín ấy, nó sẽ bị trương lên và nó sẽ lâu chín hơn và nó sẽ không ngon bằng. Em lấy kinh nghiệm nấu cơm từ ngày xưa các cụ vẫn hay làm như vậy ấy. Tại vì người Mông của em thì toàn nấu như vậy thôi. Còn đây em lên người nhà người Tày lần đầu tiên thì em thấy nấu như vậy á. À. Em cho mẻ vô này. Cái mẻ này nó sẽ tạo ra một cái hương vị hơi chua chua một chút. Còn đây là nước cốt nghệ này. Nó sẽ tạo cho cái màu của cái món ăn này nó sẽ hơi ngả vàng một chút. Em nhớ nhé, và đặc biệt cuối cùng ấy, là không thể thiếu cái nước này. Em biết nước gì không? Cái nước mà lúc mà mình luộc ốc ra xong rồi mình... Đúng rồi, cái nước mà em luộc ốc á, thì em phải gạn phần phần sạn đi á. Vâng. Và em phải lấy cái màng nữa. Thì em gạn á, thì nó giúp cái nước nó trong và cái này nó sẽ tạo ra cái hương vị của cái ốc chuối đậu này. Vâng. Nếu mà thiếu cái nước này là món này nó sẽ không ngon. Em để sấp sấp nước á, sau đó thì sẽ để riu riu á và cho nó hầm lại, đậy vung lại hầm á, đến khi mà nó mềm ra khoảng tầm 10 phút là sẽ ngon. Bây giờ nhá, mình sẽ đậy vung lại chờ cho nó riu riu á, nó sẽ kiểu các gia vị nó ngấm vào cũng như là nó mềm đi á, thì em đậy vung đi nhá. Sau khi xong ấy thì em sẽ cho cái rau này vào nhá, bê ra sẽ xong. Anh nghĩ là chiếc đồ của ấy thì bây giờ là cái dạng cuối cùng này, em bỏ rau xong em múc ra hai cái ô để cho anh nhé. Để đấy. Em cứ cho cả vào đi.
Bây giờ là cũng rất là muộn rồi ấy. Em thấy sao, đói chưa? Đói rồi. Ờ, kiểu sau một ngày kiểu gặt lúa vất vả, xong hôm nay mình lại phải về nhà, lại phải làm cái món kiểu công phu kỳ công như này đúng không? Vâng. Rồi, anh cái này thì chỉ cần để tái một chút thôi, nó sẽ để nó tươi á, nó không cần phải quá chín á. Rồi, đặc sản đến, đặc sản đến. Giờ xin mời cả nhà nhá. À, ông ơi, đũa của ông ạ. Dạ. Bà ơi. Bà ơi, đây. Bà ngồi gần vào đi bà. Bà ơi, bà tự nhiên như ở nhà mình đi bà. Ở quên, nhà mình mà bà. Dạ. Mời, mời ông bà ăn cơm ạ. Mời ông bà ăn cơm nhá. Đây là một trong những bữa cơm mùa gặt mà không thể thiếu sau những ngày lao động vất vả. Thì hôm nay cũng rất là kiểu tình cờ mà gặp được em Váng nữa và tới một ngôi nhà người Tày ở đây, rất là kiểu thú vị á. Thì hôm nay anh có kiểu thấy kiểu lúc đi gặt lúa thấy cái ốc như vậy á, rất là ngon á. Thì anh chế biến cái món này mời cả nhà. Đây con mời ông ạ. Rồi Váng ấy đưa anh lấy cho nào. Ngon như nhà làm không? Ngon như nhà làm, à, ngon hơn nhà làm anh. Ngon hơn nhà làm ấy. Bởi vì ở khu vực em ấy thì ốc lao động thì người ta vẫn làm. Nhưng mà họ sẽ không làm như anh em mình làm ngày hôm nay. Đấy. Bươn cậu khó thung đường ruộng thì tráng tổng thì hết khoai, nua trăm mì thưa toái lăng xa.